Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nhạc sĩ Phương Uyên bị cướp, Hạc Hồ lo lắng. Thông tin nhạc sĩ Phương Uyên bị cướp kéo lên trên đường Nguyễn Chí Thanh khiến không ít sao Việt cảm thấy lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Phương Uyên vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Theo như lời kể của Phương Uyên, 5 giờ chiều ngày 29 tháng 11 khi mua đồ ở đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, gần bệnh viện Chợ Giấy thì bất ngờ bị bọn cướp giật túi xách khiến cô bị ngã xuống đất. Đầu bên phải đập vào cửa xe và bị tên cướp kéo lê vì chưa giật được. Giỏ xách lên tên cướp hung hăng kéo thêm một cái thật mạnh làm nữ nhạc sĩ bật ngửa, đầu đập xuống đất mà theo cô. Âm thanh này có lẽ suốt đời sẽ ám ảnh Phương Uyên cho biết tài sản không mất gì nhưng cô phải đi chụp CT và vẫn đang phải theo dõi tại bệnh viện. Nữ nhạc sĩ bị sưng ở đầu, cô in hình sợ xích và người đau ê ẩm. Cô cũng gửi lời cảnh báo đến mọi người nên cẩn thận khi đi ra đường, không chỉ dễ mất đồ mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Những dòng chia sẻ của Phương Uyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và người thân. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tỏ ra lo lắng cho người bạn thân thiết lâu năm với nhạc sĩ Phương Uyên là người đã đồng hành cùng Hà Hồ trong suốt chặng đường 10 năm ca hát để có thành công như hôm nay. Không chỉ có Hồ Ngọc Hà, nhiều sao Việt như Thiều Bảo Trang, MC Phan Anh cũng bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ cùng Phương Uyên Thanh Hà. Phương Uyên tiết lộ lý do cưới ở tuổi ngoài 50, trải lòng về cuộc sống sau khi kết hôn. Mới đây, Thanh Hà thừa nhận mình máu lửa so với trước nhờ có sự đồng hành của nhạc sĩ Phương Uyên. Hơn 30 năm ca hát, Thanh Hà từng làm việc với rất nhiều nhạc sĩ. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh về sự khác biệt giữa Phương Uyên với những nhạc sĩ trước đó từng hợp tác, Thanh Hà thẳng thắn, với nhạc sĩ khác không có tình yêu, còn với Phương Uyên thì có. Thế thôi, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có điểm bất đồng và cãi vã trong công việc, nhưng đa số tôi là người thua nên phải. Nghe lời. Về mặt chuyên môn, Phương Uyên là người có kinh nghiệm dày dặn hơn tôi nên những điều bạn nói rất thuyết phục, Thanh Hà kể. Nhiều người cho rằng Thanh Hà gần đây trông như một cô gái tuổi đôi mươi, trẻ trung và đầy sức sống. Trước lời nhận xét này, Thanh Hà tâm sự, thật sự, tôi phải cảm ơn vũ trụ vì đã mang Phương Uyên đến cho tôi. Nhờ có bạn ấy mà tôi lấy lại được thần thái, vóc dáng như ngày xưa. Bản thân tôi cũng thấy mình máu lửa hơn và tự tin thể hiện những ca khúc ba la. Sầu muộn về phía Phương Uyên, nhạc sĩ cho biết trải qua nhiều chông gai, tâm thế của cô khi đón nhận tình yêu chính là sự trân trọng. Cô thành viên nhóm Ba Con Mèo tâm sự, sau khi cả hai bước qua rất nhiều sóng gió, chúng tôi học được cách giữ gìn và trân quý hiện tại. Ở tuổi này, chúng tôi may mắn vì có thể tìm thấy nhau. Đây là điều không bao giờ kiếm được nữa, nên phải biết trân quý. Phương Uyên tiết lộ mình bị Thanh Hà hấp dẫn với tính cách chị đại luôn nghĩ cho người khác trước. Thì nghĩ cho bản thân, có sự nghiệp thành công nhờ giọng hát hay và nhan sắc quyến rũ nhưng đường tình duyên của ca sĩ Thanh Hà khá lận đận. Nhạc sĩ Phương Uyên và danh ca Thanh Hà sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 15 tháng 9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ, theo xác nhận của một số bạn bè của họ. Trước khi gặp được Phương Uyên, Thanh Hà từng mất niềm tin vào tình yêu. Thất bại của hai cuộc hôn nhân khiến ca sĩ hải ngoại bị ám ảnh. Cô từng tuyên bố không kết hôn thêm lần nào nữa. Người tình đầu tiên của danh ca Thanh Hà là một nhạc công nghèo. Dù yêu nhau say đắm nhưng họ nhanh chóng chia tay vì bạn trai cô không kiềm chế được bản thân mỗi khi nổi nóng. Điều này khiến cô thấy sợ mỗi khi đón nhận cơn thịnh nộ của anh. Mối tình này nhanh đến và cũng nhanh đi, không để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng Thanh Hà. Năm 28 tuổi, Thanh Hà kết hôn với em Đi Hồ, một doanh nhân địa ốc giàu có, họ hàng rất đông thành viên. Họ quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng. Quen BI nhưng cũng phải một năm sau mới tổ chức đám cưới. Khi đó, Thanh Hà 28 tuổi. Cuộc tình này cũng mau chóng nụ tàn dù hai người đã có con gái chung 17 tháng tuổi. Thời gian ở cữ, Thanh Hà rất nhớ sân khấu nên quyết định đi hát trở lại chỉ 5 tuần sau khi sinh. Khi cô trở lại sân khấu cũng là lúc hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang năm 2017, Thanh Hà từng kể về người chồng đầu tiên của mình. Em Đi Hồ là người tình cảm, hôn nhân đổ vỡ là do cô quá tham, lam, vừa muốn có gia đình, vừa muốn có sự nghiệp.
cảm thấy có lỗi với con rất nhiều khi không cho con một gia đình đủ đầy nên nữ ca sĩ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để chồng cũ được gặp con thường xuyên. Dù hai người ở hai bang khác nhau, tại Mỹ chia tay người chồng đầu tiên, Thanh Hà đi bước nữa và ở cuộc hôn nhân thứ hai này, cô tiếp tục gặp thông báo. Họ chỉ bên nhau được 2 năm rưỡi, thất bại hôn nhân lần hai khiến Thanh Hà bị ám ảnh, tổn thương, gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài, mất niềm tin vào tình yêu. Nhiều lần nữ ca sĩ tự dặn lòng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Đến năm 2016, khán giả bất ngờ khi thấy Thanh Hà mở cửa trái tim, công khai chuyện yêu đương với Roland Casiquinlea, nhạc sĩ người Philippines kém cô 12 tuổi. Nữ danh ca từng cầu hôn anh rất ngọt ngào vào năm 2019. Thanh Hà cũng từng mang thai với anh nhưng không may bị sẩy. Bạn trai đã động viên cô vượt qua nỗi buồn. Quen biết và ở bên nhau hơn chục năm năm, bạn trai từng 2 lần ngỏ lời cầu hôn Thanh Hà nhưng cô chưa dám gật đầu do ám ảnh về 2 cuộc hôn nhân thất bại trước đó. Một thời gian sau, họ định tổ chức hôn lễ nhưng kế hoạch bị hoãn 2 lần, trong đó một lần do mẹ bạn trai gặp vấn đề sức khỏe. Theo Thanh Hà, Roland là mối tình đẹp nhất cô may mắn được trải qua. Tôi nghĩ mình và Roland sống chân thành cùng nhau nhưng những năm vừa qua đã là quá đủ. Hạnh phúc của tôi là được sống cùng bạn trai và mẹ, con gái. Roland dành tình thương rất lớn cho Isabella, con gái. Roland dành tình thương rất lớn cho Isabella, con gái. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm đó nên từ lâu đã xem Roland như một thành viên trong gia đình. Rồi sau những sóng gió tình cảm, tưởng chừng như Thanh Hà không còn niềm tin vào tình yêu. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, khán giả vui mừng khi biết trái tim cô đã hồi sinh trong mối quan hệ mới với nhạc sĩ Phượng Uyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.